con đấy. Con nào cũng chiên giòn hết. Chụp hình mệt rồi. Con này là khó ăn nhất. Đây là bánh giá này. Cái sữa chiên giòn thì 15. Buôn vừa sống chắc này. Buôn vừa chiên bơ 15. Là sữa chiên bơ. Mấy con này là bắt ở đâu chị? Dạ. Tây Ninh, hàng Tây Ninh mang về. À, Tây Ninh thôi. Ơi. Đây là những con nhện có giá 20.000 đồng. Chị thì qua 47. 47 đường số 7. 47 đường số 7. Số nhà 47 đường số 7. Bán tại nhà luôn rồi chị. Tao có quán á, mở quán á. Bán đây là gần 10 năm rồi. Phần sò điệp nướng như vậy là chỉ có 35 ngàn.